Ok, xin chào Trung. Dạ, em chào anh Tơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Quay lại vấn đề mà quan điểm đúng không? Quan điểm của ông Mạc Văn Cang về vấn đề mà khi ông ta biết được cái hành vi mà xé xé rách của Cờ Đỏ Sao Vàng đó, thì quan điểm của ông ta rõ ràng thì không khác gì quan điểm của Việt Tân, tổ chức Việt Tân cả. Cái đó rõ ràng rồi. Nhưng ở đây mình thấy tức cười cái này là bây giờ nếu đặt trường hợp là gia đình, tại gia đình ông Mạc Văn Trang đi, có một hai con người nào đó đại khái cũng có cái điều gì tương tự, nó giống như mà gọi là tầm gia đình đó. Ví dụ họ cho rằng là gia đình ông Mạc Văn Trang là không ủng hộ cái này, không ủng hộ cái kia. Bây giờ họ bực quá, họ mang bài vị tổ tiên của dòng họ Mạc ra đó trước nhà ông Mạc Văn Cang á, mà họ xú uế hay họ họ làm thế này thế nọ lên trên những cái bài vị đó đó, thì phản ứng của ông Mạc Văn Cang về điều đó như thế nào, đúng không? Chắc chắn ông ta sẽ không thể nào phản ứng một cách bình thản như 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 cái việc mà gọi là những người lính Ukraine xé lá cờ Việt Nam được. Đó là điều chắc chắn. Thì chính vì như vậy chúng ta mới thấy được thực tế con người của Mạc Văn Trang là gì, đúng không ạ? Rồi đó là cái vấn đề, đó là về vấn đề cái quan điểm của Mạc Văn Trang ha. Rồi cái thứ hai là anh xin bổ sung thêm cho Chung về vấn đề nói chung, đó là cũng nhắc nhở mọi người, đặc biệt là những người mà khi mà tiếp cận với những con người có ý đồ xấu á, thì anh chỉ bổ sung thêm này thôi, thì mới tiếp cận thì chúng ta cũng chưa biết là xấu hay là tốt, đúng không? Bởi vì cơ bản tiếp cận khi họ tiếp cận á, thì khó ai nhận diện được. Nhưng mà chị nói lưu ý mọi người là nên tỉnh táo, nên tỉnh táo khi tiếp cận với những ai đó mà chúng ta chưa biết rõ về họ, chỉ đơn thuần biết nhau qua mạng, không gian mạng thôi, và họ có những bữa có những động thái gọi là tặng quà, tặng tiền, tặng vật phẩm gì đó cho mọi người đó, thì phải nên tỉnh táo một chút. À, phải nên tỉnh táo một chút, đó là cái nhất. Còn sau đó đi sâu vào, tại vì bởi nãy mình đã đưa ra cái thủ đoạn của họ rồi, chung thấy không? Mới đầu thì đâu đâu ai nhận diện được đâu, đơn giản là tặng nhau một hai món quà thì họ họ cầm thôi. Nhưng mà cái thủ đoạn sâu xa của cái đám phản động ấy, nó mới là đẻo giả, và nó khốn nạn, nó cực kỳ khốn nạn như thế nào để nó trói buộc cái con mồi vào cái chiêu bài của bọn nó đó. Đó là hai vấn đề. À, còn cái vấn đề nữa thì vấn đề này anh hỏi chung thôi, biết hay không biết thôi thì không sao cả, có thể mình có thể trả lời hoặc không, không sao hết. Tức là vấn đề thế này, anh cũng cũng trên không Facebook anh có xem một cái thông tin, họ đang trên Facebook đó, đã tìm hiểu được cái nhân vật là chủ chốt, tức là ông ta là chủ biên để đưa ra cái dự thảo, là cái dự thảo đề nghị là sau này sắp tới bên ngành giáo dục đó, là học sinh cấp 2, cấp 3 gì đó là cái môn lịch sử sẽ được tự chọn đó, tức là không bắt buộc về học lịch sử nữa. Và tên ông này là gì, là Nguyễn Minh Thuyết, và họ nói rằng là ông này là người cũng nằm trong cái hội nhóm tổ chức 72, thì không biết cái đó đúng hay không, cái đó đúng hay không hay như thế nào, và có đúng ra là ông ta là người đã chủ biên đưa ra cái dự thảo đó hay không thì mình cũng không biết. Tức là mọi thông tin mình chỉ thấy trên Facebook thôi đó. Thì anh hỏi qua Trung, không biết Trung có Trung hoặc mọi người có ai có biết được cái thông tin này hay không, đặc biệt là về nhân vật Nguyễn Minh Thuyết là có phải là người nằm, một trong những người nằm trong cái hội nhóm gọi là 72 hay không ha. Ok, xin mời Trung. Dạ, cái góc độ sau này anh chia sẻ đó thì chúng ta biết rồi, có nghĩa là trên không gian mạng thì nó có nhiều yếu tố mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta biết nó không phải lúc nào nó cũng là cái thông tin chính xác, đặc biệt là những người tiếp cận với anh em chúng ta, là người ta kết bạn hay là người ta trò chuyện thì dĩ nhiên chúng ta nghe cái câu nói mà rất là chí lý, đó là gì, không ai cho không ai cái gì, đúng không ạ?
Ấy thì chúng ta khi chúng ta có thể chúng ta trò chuyện một cách là những người bạn thì rất là bình thường. Vô tư. Thế nhưng mà cũng nên cảnh giác khi người ta đặt vấn đề với chúng ta về vấn đề này hoặc vấn đề kia, thì chúng ta cảm nhận được cái vấn đề đó nó có, một là nó có liên quan đến an ninh quốc gia hay không, thứ hai là có vi phạm pháp luật hay không, và thứ ba nó có ảnh hưởng đến quốc gia dân tộc mình hay không, và thứ tư là có ảnh hưởng đến bản thân và gia đình mình hay không. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể nhìn nhận, chúng ta đánh giá được những cái đối tượng đó tiếp cận chúng ta về với mục đích gì. Đấy. Thì chúng ta có thể thấy rồi, những cái đối tượng này nó thường đi tất cả các diễn đàn, nó tìm mọi cách nó kích động những anh em chúng ta trong diễn đàn. Có thể em chia sẻ có những cái ý kiến mà nó có thể trái chiều, nó chưa phù hợp lắm. Đấy thì có người khác lên chia sẻ ví dụ như vậy, thì nó vin vào đó, nó sẽ kích động em chẳng hạn. Lúc nãy mày nói như thế là chính xác Cho bắt rồi, nhưng mà ông kia ông lên thế này thế kia. Nếu chúng ta không tỉnh táo là chúng ta sẽ bị đối tượng nó kích động, và từ đó một đúng rồi. là nó đạt được cái mục đích, đó là nó chia rẽ những cái người có cùng cái thiên hướng, có nghĩa là cái tư tưởng có một chút quan tâm về tình hình đất nước, là người ta sẽ chia sẻ và nó làm cho cái diễn đàn nó rối tung lên, Cho bắt rồi sau đó nó tiếp cận các cái bước sau nữa, và cũng giống như 12 bị cáo ngày hôm nay đã bị tuyên án. Đó là cái bài học mà chúng ta rút kinh nghiệm. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa thì qua góc độ anh chia sẻ đó, thì có thể nó em nói như này thì nó nhẹ nhàng hơn một chút. Đó là ví dụ thôi, một người trong một gia đình là ăn trộm, thì chúng ta không thể vin cho cả nhà người đó là cái nhà ăn trộm được, đúng không ạ? Cái đó là rất rõ ràng. Một con người là đã có ngón ngắn ngón dài rồi, chứ nói trong gia đình. Thế thì bây giờ góc độ mà em đặt ra đối với một người con Việt Nam, thì chúng ta đều biết lá hồng kỳ của chúng ta đó, lá cờ tổ quốc đó, là cái sự đánh đổi bằng xương bằng máu bằng sinh mạng của quân và dân Việt Nam chúng ta qua các thời kỳ, chứ không phải đơn giản là chúng ta đi xin người ta bảo ở đó tao cho mày lại hòa bình đó, mày thích làm gì mày làm, đúng không? Nó rất rõ ràng. Thì cái lá cờ đó là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, thì đối với cá nhân em thì em nhận định là gì, đó là biểu tượng thiêng liêng. Thì cũng giống như là gì, giống như chúng ta tôn thờ ông Dạ bà tổ tiên cũng vậy thôi. đúng Đó rồi, là những cái mà chúng ta có thể nói là thiêng liêng và chúng ta gìn giữ và bảo vệ. Thì cái việc đầu tiên đối với người dân Việt Nam, cá nhân em ấy, thì khi nhìn thấy hành động đó em rất là bức xúc và rất là lên án cái hành động đó, bởi vì người ta coi thường cái biểu tượng thiêng liêng quốc gia của chúng ta, trong đó có gì ạ? À? Có một phần, một thành viên trong xã hội đó là bản thân em, thì em hoàn toàn em lên án. Thế nhưng mà những người lại đã bênh rồi, đúng không ạ? Trước đây đã ủng hộ Ukraine rồi, thì bây giờ không phải có biết phải là người ta cố đấm ăn xôi hay không, thế nhưng mà khi thấy hành động đó thì anh lại đổ lỗi ngược lại cho nhà nước, đó đúng là rồi. việc nhà nước bỏ phiếu thế nên lính Ukraine mới làm như vậy. Thì chúng ta cần phải xem xét lại về cái tư duy cũng như về cái tư tưởng của những cái con người này như thế nào. Thì không biết là người ta có phải là người ta cố đấm ăn xôi, có nghĩa là đã sai rồi thì người ta sai tiếp hay không. Thế nhưng cái tối kỵ ở đây là đổ lỗi cho nhà nước. Mà cái hành động này là cái hành động của lính Ukraine, nhưng mà lại bảo là do nhà nước Việt Nam bỏ phiếu trắng, đúng không ạ? Thì mới có hành động đó. Thì đó là hành động đổ lỗi rồi. Do thì mà. Thì chúng ta có thể nhận định được. Đó. Thì dĩ nhiên là cái góc độ hiện nay nhà nước chúng ta tiếp nhận hoàn toàn. Đó là gì? Những cái quan điểm, ý kiến đóng góp, kể cả là đồng quan điểm hay là trái chiều, nhà nước đều đều có những cái tiếp thu để cho nó điều chỉnh cho phù hợp so với tình hình thực tiễn, để chúng ta có thể thấy được thôi. Ngay cả thời gian gần đây, nếu anh em chúng ta có quan tâm có theo dõi sẽ biết tất cả những cái phiên họp của Quốc hội liên quan đến cái việc thông qua các cái dự luật, các cái luật hay là các cái nội dung quan trọng của đất nước, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ bỏ phiếu lúc nào cũng đâu phải là 100% đâu, đúng không ạ? Vẫn có quan điểm trái chiều, và nhà nước chúng ta hoàn toàn tôn trọng cái quan điểm đó. Thế nhưng cái việc đổ lỗi cho nhà nước là cái tối kỵ, và cái tối kỵ này nó thường diễn ra ở đâu? Đấy. Nó thường diễn ra đối với những cái thành phần chống phá ở nước ngoài. Bất kể vấn đề gì trong nước, người ta cũng đổ lỗi nhà nước hết. Vấn đề gì cũng vậy.
đúng nó cũng đổ cho nhà nước và sai nó cũng đổ cho nhà nước. Đó, chúng ta nhìn nhận chúng ta thấy thôi, đó là một cái rất là đơn giản thì chúng ta có thể xem xét và đánh giá. Còn cái vấn đề thứ ba, em chia sẻ như thế này. Cái đầu tiên về cá nhân cái người mà có cái chủ trương gọi là chủ biên đó, soạn thảo cái chương trình giáo dục mới, thì nói thật là em không có tìm hiểu. Thứ hai nữa là ông ta có ở trong cái tổ chức hay cái hội nhóm nào không thì em không tìm hiểu, đấy, không quan tâm. Thế nhưng mà em có tìm hiểu còn như thế này. Em mà em có cái dự tính là em sẽ mua, em mua cái sách để về em xem thử. Thế nhưng qua cái theo dõi kênh truyền hình thì trong đó có kênh VTC thì người ta có giải thích ba cái lý do như thế này. Cái thứ nhất là cái chương trình học lịch sử đó thì trước đây chúng ta học là trải dài trên 12 năm, chúng ta có thể hiểu là trải dài trên 12 năm học, thì bây giờ người ta sẽ rút ngắn lại, người ta lồng ghép, người ta có nghĩa là ta rút ngắn lại là từ lớp 1 đến lớp 9, có nghĩa là cấp 1 đến cấp 2, đến cấp 3 thì người ta có thể tự tự lựa chọn. Những ai quan tâm thì có nghĩa là có chương trình nâng cao hơn một chút, và sau này nữa thì có những người quan tâm thì ví dụ như học lên đại học có thứ về chuyên ngành các thứ, người ta lại tiếp tục tìm hiểu cái góc độ đó và mở rộng thêm ra. Đó là cái hướng là như vậy. Thế nhưng em đắn đo và suy nghĩ đó là gì? Đó là cái đầu tiên, đó là cái khối lượng kiến thức về lịch sử để đưa vào, trước đây là cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà gói gọn là 2 cấp thì nó có quá tải đối với sự tìm hiểu của học sinh hay không? Đó là một vấn đề. Đó, cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta học lịch sử thì dĩ nhiên khi chúng ta thi cử nó khác. Thế nhưng cái mục đích cốt lõi của chúng ta khi học môn lịch sử đó là gì? Lịch sử là gắn liền với gốc rễ của dân tộc chúng ta từ những cái thời khai sinh lập địa cho đến ngày hôm nay, trải qua các cái giai đoạn lịch sử, các cái hình thái kinh tế xã hội từ thời xa xưa rồi vân vân cả, tiến lên thời phong kiến rồi vân vân, rồi là các cái chiến dịch, các cái cuộc chống kẻ thù xâm lược vân vân cả. Cái đó là những cái mà chúng ta có thể tự chung lại, đó là chúng ta học để chúng ta biết được về cái niềm kiêu hãnh, cái niềm tự hào, cái nguồn gốc của dân tộc chúng ta trải qua các giai đoạn lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc đến ngày hôm nay. Cái đó mới là cái cốt lõi mà theo em nghĩ đó, bản thân em nhận định nó là chúng ta học lịch sử nó mục đích đó, chứ không phải chúng ta học lịch sử là để chúng ta nhớ là khi quân Mỹ sang xâm lược Việt Nam chúng ta là mang theo bao nhiêu khẩu súng, mang theo bao nhiêu xe tăng, và khi người ta thất bại trở về thì người ta mang theo bao nhiêu quan tài. Không phải, có nghĩa cái đó nó chỉ phục vụ cho những khi mà quá trình có thể là chúng ta thi cử thôi. Mà thi cử bây giờ thì các cháu học sinh người ta, theo em tìm hiểu, người ta không phải thi viết dài dòng như kiểu ngày xưa. Ngày xưa ví dụ như là chiến dịch này, chiến dịch nọ thì chúng ta sẽ mở những cái bài viết thi cử, nó sẽ là cái ý nghĩa lịch sử của cái chiến dịch này chẳng hạn. Rồi cái chiến dịch, ví dụ như chiến dịch Tây Nguyên diễn ra từ ngày nào, bắt đầu từ ngày nào, mấy giờ ngày nào, bắt đầu là các cánh quân tiến quân ra làm sao vân vân. Dĩ nhiên các cháu vẫn phải học như vậy, thế nhưng cái đáp án bây giờ thì nó ngắn gọn hơn. Có nghĩa là khi các cháu đã nắm bắt được rồi thì vào thi nó rõ ràng hơn, nó không phải như chúng ta ngày xưa là viết từ đầu đến cuối. Thế nhưng cái đó là cái cốt lõi mà em cũng rất là lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã từng xem, nếu như mà anh chị em cô chú có xem các chương trình TV ở trước đấy, có xem thì có những cái phỏng vấn đường phố đó, đã từng hỏi các cháu một câu hỏi, đó là vua Quang Trung và Nguyễn Huệ có quan hệ như thế nào, thì rất là đau lòng là có cháu đã trả lời là anh em ruột, đúng không ạ? Chúng ta bây giờ chúng ta lên chúng ta xem lại vẫn còn. Đó là cái rất là nguy hiểm. Mà nếu như chúng ta không học lịch sử thì một ngày nào đó các cháu cũng sẽ không biết các vua Hùng là ai, Việt Nam dựng nước như thế nào, cũng không biết Bác Hồ là ai, không biết Bác Giáp là ai. Cái đó là một yếu tố cực kỳ nguy hiểm. Đến một lúc nào đó chính bản thân các cháu cũng không biết các cháu, có khi không biết các cháu thuộc dân tộc Việt Nam hay dân tộc nào. Đó là một cái cực kỳ nguy hiểm. Thế nên là em chưa có tìm hiểu
đọc được cái cụ thể, em chưa đưa ra cái nhận định rõ ràng trong vấn đề này. Thế nhưng mà cái môn lịch sử theo như cái kênh VTC của nhà nước người ta đăng lên thì cơ bản là ở các nước trên thế giới là môn lịch sử đều là môn bắt buộc, môn bắt buộc. Thế nhưng mà hiện nay đưa ra cái chương trình này, cải cách giáo dục này, thì không biết là cái việc học hỏi kinh nghiệm tiếp thu của các nước và đưa về cái chương trình đào tạo của Việt Nam mình, sau đó là có cái tham khảo của các cơ quan chức năng hay chưa, hay như thế nào, cái đó thì em cũng 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 không nắm được, nhưng theo em nghĩ là khả năng là có, hình bởi như cái vì này là mới khi là dự mà thảo á chung, cái này như mới là chỉ là dự thảo thôi, tức là ông ta là cái chủ này biên của cái dự thảo đó để kiến nghị là như vậy đó. chứ còn nếu như mà các anh mà ngày nay các anh có thể sửa đổi được thì rất có thể một ngày nào đó các anh sẽ đề nghị ngay từ nhỏ là sẽ là môn lịch sử là môn tự chọn, và cái đó nó cực kỳ nguy hiểm. Sử địa lý đúng không, ít nhất là các anh ra các anh cũng phải biết được hướng Đông Tây Nam Bắc, cũng phải biết Việt Nam chúng ta nằm ở khu vực nào, Đông Nam Á hay là Nam Á đúng không ạ, biết được vị trí địa chính trị hay là cái đó thì nó hơi to tát, thế nhưng cũng biết được cái vị trí địa lý của Việt Nam chúng ta nằm từ đâu tới đâu đúng không ạ, mốc thời gian như thế nào, cái đó cũng rất quan trọng, rồi là tài nguyên khoáng sản của đất nước như thế nào, ở đâu đó vân vân, cả nó rất nhiều thứ mà chúng ta cần cần phải tiếp cận đối với cái môn địa lý cũng rất là quan trọng, và cái môn lịch sử thì đặc biệt là quan trọng rồi. Nếu như chúng ta mà không học lịch sử thì chúng ta không biết được là những ngày này của tháng 4 là đang diễn ra chiến dịch Tây Nguyên chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là một hai hôm nữa là tiến hành chiến dịch tiến công người Sài Gòn chẳng hạn, và chúng ta cũng không thể biết được là cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày đó là người ta tiến hành rút chạy như thế nào, vân vân cả, ta không thể biết được. Đấy, với câu nói rất là hay đó là triệt thoái chiến thuật, nhưng mà thực ra là người ta rút chạy, và chúng ta không rút ra được cái bài học lịch sử nào đối với cái cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc chống giặc ngoại xâm cả. Đấy, mỗi một giai đoạn, mỗi một cái cuộc kháng chiến đều có những ý nghĩa lịch sử rút ra để cho thế hệ sau nhìn vào đó, đúng không ạ? Chúng ta biết được cái nguyên nhân thắng lợi chúng ta ở đâu và cái nguyên nhân thất bại của những cái thế lực xâm lược ở chỗ nào, nó rất là quan trọng. Thế nên là theo em thì em cũng chưa tìm hiểu rõ ràng về vấn đề này, thế nên là em cũng không Tìm dám hiểu đưa ra thử cái nhận định cá nhân xem. nó quá là sâu xa hay là thế này thế kia, nhưng em chỉ nhận định rằng nếu như quan điểm cá nhân của em thì môn lịch sử phải là môn bắt buộc để cho các cháu thế hệ tương lai có thể tiếp cận, biết được nguồn gốc lịch sử dân tộc, biết được cái việc dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh chúng ta như thế nào, chứ không thể là chúng ta đưa vào môn tự chọn. Bởi vì khi mà tự chọn thì có thể là các em sẽ thiên về vấn đề này, môn học này môn học kia, thì các em sẽ không tiếp cận, mà cái không tiếp cận nó rất nguy hiểm. Như em đã nói, đến một ngày nào đó chính bản thân các em cũng không biết mình thuộc là dân tộc Việt Nam hay dân tộc nào. Đó, cái này là theo em nghĩ, nhận định cá nhân của em đó, thì môn lịch sử phải là môn bắt buộc. Chúng ta thấy các quốc gia người ta đều là môn bắt buộc cả, người ta đều đưa cái vị trí cái lịch sử dân tộc người ta lên trên để truyền bá cho các nước, chứ không ai muốn mất đi lịch sử của dân tộc mình. Đó là cái mà góc độ em chia sẻ thêm như vậy. Thì cũng cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe. Thì rất mong mọi anh chị em cô chú có thể tìm hiểu thêm, xem là cái nội dung cụ thể như thế nào, thì anh em chúng ta cùng tham gia đóng góp thì nó sẽ có nhiều ý nghĩa hơn, nhiều cái tiếp cận hơn và nhiều cái kiến thức bổ sung cho em trong cái thời gian tới, để chúng ta cùng chia sẻ thôi. Và cái Ok chào. trước khi xuống thì em cũng có một cái đề nghị nho nhỏ. Thì hiện nay thì đang trong cái giai đoạn tháng 4 này, thì dĩ nhiên chúng ta tìm hiểu, chúng ta biết là các cái chiến dịch, ví dụ chiến dịch Phước Long, chiến dịch Tây Nguyên hay chiến dịch Hồ Chí Minh chẳng hạn, là các cái chiến dịch trong cái giai đoạn tháng 3, tháng 4 tiến về giải phóng Sài Gòn. Đó là một cái những cái sự kiện nó rất có thể nói là rất là đáng để anh em chú cháu chúng ta đưa lên. Thì dĩ nhiên chúng ta đưa lên các cái sự kiện lịch sử để có thể các cháu nhỏ hoặc là các chú
anh chị em lớn tuổi có thể ôn lại lịch sử và chúng ta cùng ôn lại cái ngày tháng hào hùng đó, đồng thời chúng ta cũng 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 đưa ra những cái phân tích mà có thể nói là những nguyên nhân lý do để chúng ta có những cuộc tiến công đó và những cái thắng lợi ở chiến dịch đó, và cái mục tiêu lý tưởng của chúng ta là gì, đồng thời cũng là xác định được nguyên nhân tại sao. Các anh ấy luôn cho rằng các anh là quân lực hạng tư thế giới, thế nhưng các anh lại triệt thoái chiến thuật, đúng không ạ? Và nguyên nhân tại sao lại như vậy thì theo em nghĩ là chúng ta mỗi ngày chúng ta có thể đưa ra một cái chiến dịch rồi chú cháu anh em phân tích cho đến ngày 30 tháng 4 tổng kết, thì em thấy nó cũng rất là ý nghĩa. Đấy, cũng rất là ý nghĩa để cho mọi người cùng cùng chia sẻ, thì nó vừa nhớ, chúng ta vừa nhớ được lịch sử mà chúng ta cũng có nhiều cái kinh nghiệm chúng ta rút ra. Thì theo em đề xuất là như vậy, thì cũng không biết ý của anh như nào, thì anh cũng em cũng cảm ơn anh và mọi người đã cho em chia sẻ. Ok chung thì ý của chung á, thì anh rất ghi nhận cái đó, cũng 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 rất là hay á.